Thưa quý vị, liên quan đến chiến sự khốc liệt đang diễn ra ở dải Gaza đã khiến con số thương vong ngày càng tăng cao và hàng trăm nghìn người phải di tản. Bước sang ngày thứ tư, Israel vẫn tiếp tục các màn không kích đáp trả, khiến Gaza tổn thất lớn. Trong khi đó, đáng nói là phong trào Hamas cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến để đối đầu với Israel, bất chấp việc tổ chức Palestine thừa hiểu sự chênh lệch về tiềm lực quân sự giữa đôi bên. Các diễn biến này khiến giới quan sát lo ngại sẽ có cuộc chiến tổng lực giữa hai bên. Chúng tôi đã kết nối với nhà báo Phan Bá Thi, trưởng đại diện VOV Trung Đông, trực tiếp cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh chiến sự tại Gaza. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, thưa ông, sau khi lực lượng Hamas đã đột ngột tấn công và Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ, đây là một hành động bộc phát mang tính thời điểm hay Hamas đang có sự chuẩn bị trước đó cho cuộc chiến này? Vâng, theo tôi với quy mô và cách thức tổ chức như chúng ta đã thấy thì đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Hoàn toàn không phải là một cuộc tấn công có tính chất bộc phát. Nhiều nhà phân tích, khu vực, quốc tế cũng như là chính các chuyên gia quân sự của Israel cũng đã nhìn nhận điều này một cách rất là thống nhất. Và đó là một cuộc tấn công có kế hoạch, có tổ chức, được tính toán kỹ lưỡng, công phu và chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ông dự đoán gì về những diễn biến tiếp theo trong thời gian tới? Dải Gaza liệu có giảm căng thẳng hay không? Và động thái của hai bên có thể sẽ thế nào ạ? Vâng, theo tôi thì căn cứ cái lịch sử đối đầu giữa Israel và nhóm Hamas nói riêng cũng như là giữa Israel với các nhóm vũ trang chống đối tại khu vực nói chung, cũng như là căn cứ cái thực tế hiện nay thì tôi cho rằng căng thẳng sẽ chưa thể kết thúc ngay được trong một vài ngày tới. Giao tranh tại dải Gaza sẽ có lẽ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa và khả năng rất cao là Israel sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc không kích, pháo kích vào dải Gaza, trong khi phong trào Hamas cũng sẽ tiến hành các cuộc bắn tên lửa trả đũa vào Israel. Ngoài ra cũng có thể xảy ra cái kịch bản là Israel sẽ phát động một cuộc tấn công bộ binh vào Gaza để mà trấn áp Hamas. Tuy nhiên kịch bản này tôi cho rằng chưa thực sự chắc chắn sẽ diễn ra, do Israel còn phải tính đến việc đảm bảo an toàn cho hơn 100 con tin mà lực lượng Hamas cũng như Jihad đang bắt giữ, cũng như là tính đến cái vấn đề nhân đạo cũng như là sức ép quốc tế. Nhưng mà cái việc duy trì và bao vây, phong tỏa dải Gaza thì chắc chắn sẽ được duy trì trong thời gian dài. Có thể thấy là chưa khi nào lực lượng Hamas lại tấn công với quy mô và số lượng như vậy, trong khi Hamas tuyên bố là được Iran hỗ trợ. Ông có đánh giá bình luận gì dựa trên dữ liệu này? Vâng, đúng là đã có khá nhiều thông tin ở khu vực đề cập cái khía cạnh này và bản thân phong trào Hamas thì cũng đã xác nhận cái thông tin này. Tuy nhiên, Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ dù họ khẳng định là họ dành sự ủng hộ rất là lớn cho Hamas. Tình báo một số nước phương Tây cũng thừa nhận là chưa có bằng chứng về việc này, cho nên theo tôi thì câu trả lời chính thức có lẽ là chúng ta cần phải chờ thêm thời gian nữa mới có thể khẳng định được. Tại sao lực lượng Hezbollah lại bất ngờ tấn công Israel vào đúng thời điểm mà Hamas vừa nổ súng? Liệu rằng hai lực lượng này đã có mối liên hệ từ trước hay không ạ? Vâng, như chúng ta đã biết thì giữa Hezbollah và Hamas có chung mục tiêu đấu tranh, đó là quân đội Israel, quân đội chiếm đóng. Và thực tế thì từ hàng chục năm qua, hai lực lượng này đã có cái mối liên hệ khá là chặt chẽ với nhau trong các hoạt động. Bên cạnh đó thì Hezbollah cũng đã có nhiều lần đối đầu rất là đẫm máu với quân đội Israel trong nhiều thập niên qua. Vì vậy, việc Hezbollah phát động một cuộc tấn công vào Israel đúng thời điểm này để bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với Hamas tôi cho là không quá bất ngờ. Tuy nhiên, trong cái cuộc tấn công vừa qua của Hamas vào miền nam Israel thì khả năng cao là chưa có hoặc là không có cái sự phối hợp trực tiếp hay là hiệp đồng tác chiến trực tiếp giữa hai bên. Vâng, trong thời gian sắp tới thì Israel có phải đối mặt thêm những lực lượng khác hay không? Và phản ứng từ thế giới Ả Rập sẽ như thế nào? Trong đó có những nước sát sườn ngay Israel như là Ai Cập và Liban ạ. Vâng, thực tế thì trong cuộc tấn công vừa qua vào miền nam Israel thì không chỉ có duy nhất các tay súng của phong trào Hồi giáo Hamas, mà còn có cả sự tham gia của hàng trăm tay súng của nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad tại Palestine. Và nhóm này cũng đã công khai xác nhận cái thông tin này. Họ cũng khẳng định là đã bắt giữ khoảng 30 người Israel làm tù binh. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn trước mắt thì cả Hamas, Jihad hay là bất kỳ một nhóm vũ trang nào khác cũng khó có thể phát động thêm một cuộc tấn công mới mà có thể gây thiệt hại lớn cho Israel trong thời gian tới như là cái cuộc tấn công vừa qua. Còn về phản ứng của các nước trong khu vực thì tôi cho rằng sẽ chỉ dừng lại ở các nỗ lực ngoại giao thúc đẩy đàm phán để mà đạt được một lệnh ngừng bắn hay là các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine mà thôi, chứ hoàn toàn không, gần như là không có khả năng xảy ra hành động can thiệp quân sự từ các quốc gia Ả Rập vào cuộc xung đột hiện nay. Ông có thể dự đoán động thái của các bên liên quan, ví dụ như là Mỹ và đồng minh, thì sẽ như thế nào trước tình hình căng thẳng này, hoặc là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hay những nước có mối liên quan tới cả Israel lẫn Palestine ạ?
Vâng, như tôi vừa đề cập thì cái khả năng can thiệp trực tiếp bằng quân sự của các quốc gia khu vực cũng như quốc tế, tức là bất kỳ một bên nào khác vào cái cuộc khủng hoảng này là rất khó xảy ra. Ngay cả đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ cũng đã loại bỏ cái khả năng này. Tuy nhiên, việc các nước có thể cung cấp vũ khí, khí tài, tài chính, hậu cần, kỹ thuật rồi thì chia sẻ thông tin tình báo cho các bên trong cái cuộc xung đột, tôi cho là chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là quy mô và cái mức độ can thiệp, mức độ chia sẻ nó như thế nào mà thôi. Thưa ông, liệu căng thẳng có khả năng leo thang và phát triển ra diện rộng, không còn ở phạm vi dải Gaza và bờ Tây hay không? Vâng, với cục diện và cái bối cảnh hiện nay và tại thời điểm này thì tôi cho rằng có lẽ chiến sự nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở bên trong các vùng lãnh thổ Palestine, tức là bao gồm cả dải Gaza và khu bờ Tây. Và cũng không loại trừ kịch bản là lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban sẽ bị cuốn vào cái cuộc xung đột này, nhưng mà cái khả năng đó nó không cao. Còn kịch bản chiến sự có thể lan rộng và lôi kéo thêm nhiều nước trong khu vực, các quốc gia Ả Rập ấy tham gia vào hay là xa hơn nữa thì tôi cho là gần như không tồn tại trong bối cảnh hiện nay. Liệu có xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng khi mà xung đột leo thang và ngày càng gia tăng ạ? Vâng, khủng hoảng nhân đạo là cái nguy cơ thực sự đang hiện hữu tại dải Gaza, bởi vì ngay sau cái cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Liban thì nhà cầm quyền Israel đã chính thức cắt điện và sau đó là nước, đồng thời là phong tỏa, cắt hoàn toàn cái nguồn cung cấp lương thực cho vùng đất với khoảng 2 triệu cư dân này. Tuy nhiên, vì chiến sự khó có thể leo thang và lan rộng hơn, cho nên tôi cho rằng có lẽ khó khăn sẽ chỉ dừng lại ở bên trong các vùng lãnh thổ Palestine mà thôi, tức là bao gồm cả khu bờ Tây nữa. Nhưng như vậy thì cũng đã đủ là một thách thức rất lớn cho cộng đồng quốc tế và đòi hỏi nhiều cái nỗ lực vượt bậc của các quốc gia khu vực cũng như là Liên Hợp Quốc mới có thể ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Các lãnh đạo Hamas cũng khẳng định lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó với mọi kịch bản tấn công trả đũa của Israel, bao gồm cả triển khai bộ binh quy mô lớn vào Gaza. Với những hiểu biết của ông quanh lực lượng này, điều đó có khả thi hay không? Và liệu Israel có sử dụng lý do này để trấn áp luôn những bất ổn đang tồn tại lâu nay ở dải Gaza hay không ạ? Vâng, với khả năng của Hamas đã được thể hiện rất là rõ trong cuộc tấn công quy mô rất lớn vừa qua vào miền Nam Israel, thì đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Israel hay bất kỳ bên quốc tế nào khác cũng cần phải đánh giá lại một cách hết sức nghiêm túc về năng lực của nhóm vũ trang này. Tôi không khẳng định chắc chắn nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng Hamas có thể sẽ gây thêm những tổn thất rất là lớn, rất là khó lường nữa cho Israel nếu như Israel thực sự phát động một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza trong thời gian tới. Tôi cho rằng không phải bây giờ mà từ nhiều chục năm trước thì Israel đã rất muốn trấn áp các nhóm vũ trang như là Hamas, Jihad tại Palestine để mà đảm bảo an ninh quốc gia cho mình. Và tất nhiên qua cái biến cố vừa qua thì cái ý muốn này tôi cho rằng ở phía Israel lại càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Tuy nhiên như chúng ta vừa đề cập thì có không ít thách thức đặt ra và tôi cho rằng có lẽ là Israel sẽ chưa thể sớm đạt được cái mục tiêu này trong thời gian ngắn. Liệu có còn cơ hội cứu vãn hòa bình ở khu vực này hay không? Và bên nào sẽ đóng vai trò trung gian cứu vãn hòa bình ở đây ạ, thưa ông? Vâng, có thể nói rằng dù rất khó khăn và nhiều thách thức nhưng tôi cho rằng cái cơ hội để mà vãn hồi hòa bình tại khu vực vẫn luôn tồn tại, bởi đó không chỉ là nhu cầu mà nó đòi hỏi cấp thiết của tất cả người dân ở cả Palestine cũng như Israel cũng như là toàn khu vực. Cả người Palestine, Israel hay bất kỳ dân tộc nào khác đều có cái nhu cầu hòa bình rất là cao và càng chiến sự càng đổ máu nhiều thì người ta cái nhu cầu này, cái đòi hỏi này nó lại càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng con đường đi đến hòa bình đối với khu vực Trung Đông là rất là chông gai và thách thức và điều này đã được chứng minh một cách rất thực tế trong nhiều chục năm qua chứ không phải giai đoạn hiện nay. Vì vậy vấn đề trước mắt là làm sao để chiến sự không leo thang và có thể sớm được kết thúc, tránh thêm đổ máu cho dân thường vô tội thì đó chính là một cái sứ mệnh đặt ra ngay trước mắt mà không phải bất kỳ một bên nào mà toàn thể cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia có ảnh hưởng, có nhiều lợi ích tại khu vực cần phải nỗ lực và cái nỗ lực đó phải là một nỗ lực thực sự tránh xa những cái toan tính chính trị để đảm bảo cái lợi ích riêng tư của họ thì mới có thể đạt được. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phan Bá Thi. Thưa quý vị, trước diễn biến căng thẳng leo thang tại dải Gaza, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Trung Đông, Tor Wennesland, đã gọi đây là tình huống bên bờ vực nguy hiểm, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và bảo vệ dân thường. Trong khi đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volker Turk đã kêu gọi các bên cần ngừng ngay các hành động bạo lực để tránh thêm đổ máu. Chúng ta cũng rất mong muốn hòa bình nhanh chóng được lập lại trên mảnh đất này.
Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.